Chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và đông đảo người dân huyện Long Điền tích cực hưởng ứng thời gian qua. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền tổ chức phiên chợ không đồng nhằm kết nối những tấm lòng nhân ái sẽ chia cho người nghèo những điều kiện thiết yếu. Phiên chợ không đồng của huyện Long Điền được tổ chức với 17 gian hàng. 1.000 khách hàng là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, được mua các mặt hàng thiết yếu với giá không đồng. Đặc biệt, mỗi khách hàng còn được tặng một túi đi chợ bằng chất liệu thân thiện với môi trường. Hôm nay tôi rất vui đi cái chợ không đồng này. Thì cũng rất cảm ơn tất cả các cấp chính quyền đã quan tâm và giúp đỡ cho những người khó khăn như chúng tôi. Hôm nay tôi thấy rất là vui vẻ. Dạ, được chính quyền nhà nước ưu đãi và có một chút quà để mà tạo khuyến tặng cho những người nghèo, những người già. Chúng tôi hết sức là vui mừng. Cuối cùng là để cảm ơn chính quyền và ở huyện. Tổng kinh phí thực hiện phiên chợ không đồng lần này hơn 500 triệu đồng do các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, cơ sở tôn giáo trong và ngoài huyện Long Điền hỗ trợ. Trên cái tinh thần đoàn kết dân tộc thì tất cả các chùa cũng như Phật giáo ở trong huyện Long Điền cũng sẽ rất là hưởng ứng và đồng hành với lại mặt trận cũng như là các cấp chính quyền để làm được cái việc này, để chia sẻ đến với những người đồng bào của mình còn khó khăn. Đây là một việc làm rất là tốt đẹp giữa tinh thần lãnh đạo các cấp chính quyền cũng như là sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các chùa cũng như tất cả Phật tử với tinh thần của Đức Phật dạy. Cũng muốn là đồng hành với lại huyện là san sẻ sự khó khăn cho đến người nghèo đó. Mong cho mọi người đều cũng được vui vẻ, tốt đẹp hết. Từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Long Điền tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo như trao vốn sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, quà với kinh phí hơn 5,5 tỷ đồng. Nhằm chăm lo cho người nghèo, đây là trong chuỗi các cái hoạt động để hướng đến vì người nghèo nhân cái tháng cao điểm vì người nghèo. Với cái ý nghĩa đó thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền đã phối hợp với chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể để có những cái hoạt động hết sức là bổ ích, thiết thực nhằm chăm lo cho người nghèo. Thì như ngày hôm nay đây là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam huyện Long Điền đã tổ chức cái phiên chợ không đồng với trên 1.000 xuất quà nhằm chia sẻ với bà con nghèo. Và song hành đó thì Ủy ban Mặt trận cũng có nhiều cái hoạt động khác, đó là chuẩn bị tổ chức cái ẩm thực chay để gây quỹ cho quỹ vì người nghèo. Gian hàng không đồng với chủ đề chia sẻ yêu thương nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo cũng vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tổ chức. Hơn 40 hội viên phụ nữ khuyết tật mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thị trấn được mua sắm nhiều nhu yếu phẩm với giá không đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 20 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Hải vận động các nhà hảo tâm tài trợ. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Hải còn trao tặng 10 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Tôi cũng cảm ơn những mạnh thường quân, những người trao tặng những món quà san sẻ yêu thương, những món quà không đồng. Thấy cũng là ý nghĩa được các cô, các chú rồi giúp đỡ rồi cho những hoàn cảnh khó khăn. Lần đầu tiên là đi ảnh phần quà là cũng cảm ơn bên hội phụ nữ cũng chia sẻ cho phần quà. Tôi cũng hy vọng tại đây sắp tới là cũng có nhiều phần quà hỗ trợ. Hướng về phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Hải đã vận động nhà hảo tâm trao hơn 1.100 suất quà cho phụ nữ khó khăn, bệnh tật, với tổng kinh phí 382 triệu đồng. Hàng tháng, hội còn duy trì trao tặng 120 kg gạo cho 12 hội viên phụ nữ nghèo và 17 suất quà cho phụ nữ yếu thế, cùng nhiều thẻ bảo hiểm y tế, suất học bổng trao tặng hội viên và học sinh nghèo trên địa bàn.
hội là tổ chức trao học bổng Nguyễn Thị Định cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Thì trong đó có hoạt động là gian hàng không đồng dành tặng cho phụ nữ khuyết tật và bệnh hiểm nghèo. Thì đây là một trong những cái hoạt động nhằm chăm lo cho cán bộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây cũng như là một cái lời động viên, chia sẻ, cổ vũ các chị vượt qua những cái khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.